Chào em, sao hôm nay qua nhà anh giờ này? Trời ơi, em đi trốn nè. Bữa nay tự nhiên mẹ bắt em nấu món thịt kho tàu á. Nhưng mà em đâu có biết nấu món đó đâu. Thôi, anh cũng mới đi làm về. Anh đang chuẩn bị xuống bếp anh làm thịt kho tàu nè. Thôi em xuống làm với anh luôn ha. Rồi sẵn anh chỉ luôn. Rồi, vậy là hên quá trời rồi. Cái gì em học đi, còn về nấu mất công mẹ lại cằn nhằn em suốt ngày nó chán lắm. Rồi, anh em mình xuống làm. Sau đây là các bước thực hiện thịt kho tàu. Thịt kho tàu gồm có thịt, 1 ký thịt, trứng, đường, hạt nêm, nước mắm, hành, tỏi, nước dừa tươi. Bắt đầu làm. Thịt kho tàu thì mình phải lựa thịt mà vừa có nạc có mỡ. Mình cắt nó ra trước. Cắt thịt xong rồi nữa. Dù mình có nước dừa tươi nhưng phải đường chừng vô khoảng 3 muỗng nước mắm. Cái này mình không có cho nước mặn, chút xíu nữa mình sẽ lấy cái nước này từ cái nước dừa với lại nước mắm này. Tỏi, 1 muỗng tỏi. Rồi xong đó mình đảo đều lên. Bây giờ thật ra mình đi xong, mở lửa lên là mình chờ bếp nóng, mình cho thịt dầu, cho hành tỏi vô phi cho nó thơm. Xíu.